Minh xin cảm tạ quý vị đã không rời màn hình trên băng tầng 57.3. Và bây giờ chương trình thi ca Trúc Minh lại tiếp tục gửi đến những bài thơ sau đây tới quý vị khán giả. Và bài thơ sau đây là bài thơ Tết Tha Hương. Tuyết ngập đường phố vắng, hàng cây vươn cành cao, trời một màu xanh ngắt, xuân về bên quê nhà. Lá úa đầu thu trước còn vương trên ngọn lá khô, nhớ rừng đào mai chợ phiên giáp Tết nô sổ. Náo nức bao mùa xưa, xuân đến vui mong chờ, Tết về nghe pháo nổ, mà nay sao thờ ơ. Mỗi tuổi say cung mới, ai chở ngược rừng hương, nỗi cũ buồn hiu hắt xa vời nẻo vấn vương. Tác giả Hoa Dương, và hiện nay tác giả ở bên Paris. Và sau đây cũng cùng một tâm đầu ý hợp, nhà thơ Thái Nâm lại họa lại bài thơ của nhà thơ Hướng Dương, xin gửi đến quý khán giả lắng nghe sau đây. Cảm họa bài Tết Tha Hương của anh Hoa Dương, cách nhau trên 30 năm trên cảnh họa có khác nhau. Như vậy là người hai người này họ là bạn với nhau và họ đã xa nhau tới 30 năm rồi, bây giờ mới gặp lại. Như vậy tâm hồn họ rất là xúc động và nguồn thơ sẽ lai láng và ý thơ sẽ sâu đậm lắm. Và Trúc Minh xin gửi đến quý khán giả lắng nghe sau đây. Tết về lòng hoang vắng, mây thấp buồn dâng cao, trời sầu nên xám ngắt, xuân về xuân có về quê nhà. Nhớ Tết chiến tranh trước, máu đọng còn chưa khô, xác người đầy phố chợ, chạy giặc cảnh nổ sổ. Hồi tưởng về xa xưa, xuân đây chẳng mong chờ, Tết về không pháo nổ, hỏi ai không thờ ơ. Mong quê nhà đổi mới cho xuân đậm sắc hương, không còn buồn hiu hắt, cho nhẹ nội vân vương. Xin cảm tạ
quý khán giả những nhà thơ và họ hiểu được tâm sự nhau. Và rồi họ có những bài thơ sướng họa với nhau. Thì chắc có lẽ là cái niềm vui đó là cái niềm vui nhất của trong cuộc đời của thi nhân. Chúc mình nghĩ như vậy. Và không quý gì bằng họ lại có những người bạn tri âm, tri kỷ. Cho nên chúng mình hay nói chọc ông xã chúng mình, chúng nói cái này á, trên đời có mấy ai là kiếm được tri âm tri kỷ như anh. Bởi vậy cho nên ta nói muốn tìm cho gặp tri âm, dẫu rằng thủy tích sơn lâm cũng liều. Bởi vậy anh đi tìm từ ở bên Paris, từ Canada, từ ở Seattle, rồi là ở bên Úc, là bởi vì rằng là những quý vị đó không có phải là ở một nơi, mà quý vị đó hợp nhau ở trong tiếng gọi đàn. Cho nên rằng là mỗi một người là ở một phương trời xa lắm, nhưng mà họ đã hợp nhau, họ đã nghe tiếng chim gọi đàn để họ về với nhau. Và rồi họ có những bài thơ sướng họa để họ cái tâm sự của họ trên mượn bút để thay lời và mượn giấy để thay mặt, để họ đã diễn tả cái tâm tư đó trên cái trang giấy. Và họ đã nhờ ông bưu điện để họ trao gửi cho nhau. Thì đó là một những cái món quà mà chúng mình nghĩ được trên đời này nó là quý nhất, chứ không phải những món quà mà chúng ta nó bằng những cái mà chúng ta có thể dùng được. Thì đó là những cái mà tâm sự qua những vần thơ, và chúng ta hiểu được rằng những văn hóa của Việt Nam chúng ta nó trong truyền thống nó không bao giờ mà chúng ta để cho nó mai một đi. Và chúng ta có bổn phận phải bảo tồn văn hóa nước Việt, bởi vì văn hóa nước Việt nó có những cái dạy cho con người luân thường đạo lý, rồi hiếu đạo, rồi đối với ông bà, đối với cha mẹ và đối với gia đình, đối với xã hội thì rất là cao quý lắm. Cho nên là Trúc Minh cứ thường thường là đọc những cuốn sách của như những là cụ Bùi Văn Bảo, là cũng là một nhà giáo và cũng là một nhà thơ nữa, rồi như là những nhà thơ Song Nguyên, Tuấn Việt, Vân Trình, những nhà thơ cao niên cao tuổi đó, họ có nhiều những kinh nghiệm sống lắm, và chúng ta học không bao giờ hết những cái ý tưởng cao đẹp của họ. Chúng mình thường còn nhớ cái câu là mẹ chúng mình hay nói rằng là con phải biết rằng là 70 còn phải học ông 70 còn phải học 71, là hơn một ngày hay một trước, tức là ra trước một ngày cũng đã có những cái trò khác nhau rồi, chứ không phải là phải hơn một tháng hay là hơn một năm. Thì cho nên chính vì những cái lời nói của mẹ chúng mình nhắc nhở như vậy mà hình như mỗi một lần chúng mình bí một cái gì thì chúng mình hay nhớ đến lời của mẹ. Và đó là tục ngữ Ga Dao, và cái kho tàng tục ngữ Ga Dao thì vô tận. Và sau đây thì quý vị muốn Trúc Minh nghĩa là trong đầu năm thì Trúc Minh ngâm những cái bài thơ xuân gửi đến quý khán giả của đài VNATV trên băng tầng 57.3 này, cho nó có mùa xuân. Và mùa xuân này là mùa xuân rực rỡ, và mùa xuân của con khỉ, mà người ta thường gọi con khỉ, không phải là người ta gọi con khỉ, người ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Có cái phim đó Trúc Minh cũng thích lắm. Cho nên là Trúc Minh muốn gửi đến quý khán giả những bài thơ xuân để nó vui xuân. Nhưng mà cái bài thơ này thì chúng mình muốn nhắc nhở cho sinh viên là dù chúng ta có vui xuân chăng nữa thì chúng ta cũng đừng có quên cái bổn phận là quê hương chúng ta đang đau khổ, và chúng ta cũng đừng có quá nghĩa là vui xuân mà quên những người đang là âm thầm chiến đấu để cho chúng ta được những cái ngày vui xuân hạnh phúc như thế này. Quang phục giang sơn do nhà thơ Thái Lâm sướng. Trải mấy năm trường
xa cố hương, tình quê nỗi nhớ khó đo lường. Tao đàn kết bạn nêu văn hóa, hội bút triệt thù giữ kỷ cương. Lớp trẻ chen vai lo cứu nước, tuổi già sát cánh để làm gương. Mùa xuân dân tộc xoay vần tới, quang phục giang sơn đẹp miếu đường. Thanh niên, nhất là những sinh viên đang là có những mùa xuân tổ chức hội chợ Tết, thì nên nhớ rằng là mình có những mùa xuân đẹp như thế, thì đừng có quên rằng một ngày về để mang những cái đẹp, cao đẹp này về cho quê hương, để dựng lại quê hương và làm lại những cái gì mới cho quê hương Việt Nam. Và chương trình Chúc Minh đến đây xin tạm ngưng, và Chúc Minh không quên kính chúc quý khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và gia đạo bình an. Và chúng mình cũng không quên cảm ơn người cảm ơn Minh Dũng đã lo cái chương trình thi ca này cho cô Chúc Minh. Và xin tạm biệt, hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.